Alo. Vâng ạ, thầy ạ. Xin chào. Anh Dũng nói con gọi vào cho thầy sau 3 phút nữa. Dạ. Vâng. Coi thầy lần này thứ mấy rồi? Lần thứ hai ạ. Thứ hai à? Thì Hôm qua không gọi nhưng mà thầy nói nhường cho chị là đi nước ngoài đấy. Tại vì con có sao cung mệnh của con vô chính diệu gặp triệt không địa không là đắc được nhị không rồi. Thầy đang nhìn cái sao thái tuế của con, nó lại đóng sau cung mệnh, nhưng là số nhường nhịn người khác, tử tế tốt bụng. Thái tuế của con đóng cung tài bạch, nhân vòng thái tuế của con là mệnh tài quan. Chính vì thế nên con nhường nhịn người khác, thế nên sau này nhiều tiền lắm, vì thân 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 có thiên phủ, mặc dù bình địa nhưng mà là số giàu có sung sướng. Hóa quyền lại làm cung thiên di chiếu mệnh nữa, là số làm đại ca rồi, số làm lãnh đạo lãnh đạo lãnh đạo. Cung con là rõ đẹp, thiên lương miếu địa rực sáng, có hoa khoa nằm đấy, sau này con cái học giỏi lắm, trai tài gái sắc nhá, có trai có gái, mỗi tội hai lần chồng. Tội nặng, bởi vì con không khó tránh lắm, bởi vì tả hữu nó đóng thẳng cung chồng của con rồi. Thế lần này đã được một lượt chưa? Chưa. Sang năm là lên xe hoa rồi. Là cái tiểu hạn của con nó rơi vào cung cung phu mà. Đúng rồi. Con muốn giải cái vụ đấy không? Giải cái vụ hai đời chồng ấy à? Thế thầy cho con hỏi là hai đời chồng của con thì gọi là như thế nào hả thầy? Có tốt hay không? Thật ra thì theo bình thường thì con sẽ lấy được một anh, sau đấy là hai người hoặc là không, nghĩa là hoặc là anh ấy mất sớm, hoặc là con với anh ấy sẽ không chịu được nhau và bỏ nhau, sau đấy lấy anh thứ hai thì là một người giàu có. Thế thì chị bảo là con nhìn nhịn thế mà con còn không chịu được đấy ạ. Nhưng mà con tốt về tiền thôi, còn chuyện một đời chồng hay hai đời chồng nó là số mệnh rồi. Do tiền kiếp rồi, kiếp trước con là đàn ông rồi, ngỗ ngược lắm, chinh chiến nhiều, đa tình, tán nhiều cô quá, kiếp này với hai đời chồng. Thầy không nói đùa đâu. Một cái hỏa, Tinh một không cái kim. kim kim thì con lại khắc Đúng rồi. thì có phải trên lá số thì cái sau ví dụ như sao liên tinh ở trên là người chồng đầu tiên mà sao thất sát thứ hai là người chồng thứ hai không thế No, nào no, ạ? no, no. Người chồng đầu tiên của con chính là cung chồng. Người thứ Dạ hai của con chính là cung quan lộc. à thế ạ. Dạ thầy nói tiếp thì con đang nghe đây ạ. Đó, nên là con mà cái người chồng đầu tiên của con dễ mất, bởi vì sao? Bởi vì tăng môn kình dương địa kiếp địa không, hỏa tinh chiếu vào cung chồng, nên là cái người đầu tiên của con dễ mất sớm. Mất sớm là ví dụ như thầy nói là sang năm là mình lên xe hoa thì tầm bao lâu, ở được bao nhiêu lâu ạ? Thì con xem nhá, xong đấy con luận đến cái phần đại vận quả tú của con, thì con năm nay rơi vào đang đại vận là 24 đưa trở ra đúng không, Dạ đúng rồi ạ. và 34 trở ra là có phi liêm thiên hình hóa kỵ chiếu thẳng. Phi liêm thiên hình hóa kỵ có sao tròn tam hợp với quả tú cô thần, thì đại vận 34 trở ra, 34, 35, 36, 37, 38 tuổi là chồng đầu tiên mất, có thể sớm hơn. Vâng.
thì năm 39 tuổi con thành cô quả kìa. Thế á? Đúng rồi. Biết trước mà lại buồn, biết trước phải vui. À, tại vì thật ra là biết trước thì có thể là có sự chuẩn bị mà không ai muốn như thế ạ. Ừ. Nên là thầy mới sinh ra cái kênh gọi là học cải mệnh để giúp cho mọi người hoán cải nó. Nhưng mà khối cô không cải được đâu. Như con có gãi được không ạ? Con thì cải được. Bởi vì con bắt đầu hiểu, con hiểu về tử vi hơi sâu sắc rồi đấy. Con thì hiểu sơ sơ, con chỉ xem bài của thầy thôi, chỉ hiểu sơ sơ thôi. Đấy là còn chưa muốn nói là hơi quá sâu sắc rồi đấy. Con còn một cái sao nữa là đào hoa, con gặp thiên không, có nghĩa là tình duyên của con sẽ bị cắt đôi chia đôi ấy, thì nó là càng ảnh hưởng tới cái cung chồng của con nữa đấy. Rồi tham lang nằm cung thiên di, tử vi tham lang ấy, tham lang là chúa đào hoa lại gặp sao thai nữa, nó cũng sẽ thể hiện cái việc đấy. Hiểu không? Về sự giàu có đại gia của con là từ 44 trở ra. Đúng rồi. Rơi vào cái chòm đấy là nhiều tiền, nhiều lộc. Thật ra ba tư trở ra con vẫn tốt mà, ba tư trở ra con tốt bởi vì thái dương hãm địa gặp hóa kỵ nó thành sáng. À. Thầy nói đến là nói về tiền, còn nói về chuyện tình cảm thì con nó trắc trở bởi vì đào hoa gặp thiên không, rồi tham lang, rồi cung phúc đức, cung vũ phá cũng nó thể hiện lên cái số sao không được hạnh phúc. Cung con của con lại có sao đào hoa đóng đấy nữa, ý nó nói đây là có thể có chồng, có con của mình, có con của người khác. Đấy, đấy là đường chồng của con nhá. Còn về mặt công việc thì con làm ngành gì? Ngân hàng à? Ừ, thế thì sau này làm trưởng phòng hoặc là giám đốc chi nhánh là chuyện bình thường. Con chả thoát được đâu mà. Còn thầy còn con sợ sao biết. Con làm ngành đấy hợp, bởi vì song hao tài mệnh thì buôn bán tiền bạc tốt. Hai nữa là tâm tử vi tham lang cũng là cái chòm sao liên quan đến tài chính, làm cung thiên di của con. Thứ ba nữa là thân cư thiên phủ cũng nói đến việc con làm ngân hàng. Con thì cũng không nói lên việc đấy, bởi vì phụ mẫu của con có sao tuần đóng sao thiên đồng thì con cũng không nên xa cha mẹ quá. Vì con sẽ được sự giúp đỡ của họ hàng và cha mẹ rất tốt, hỗ trợ tốt. Sang năm thành công, sang năm là con chuyển rồi, sang năm nó rơi vào cung chồng, cung phu thê ấy, nó đối diện với cung quan lộc, cũng có sự dịch chuyển về công việc. Con thì cái sao hóa lộc nói về cái sự kinh doanh buôn bán ấy, của con nó làm cung phúc đức. Tiền kiếp là người kinh doanh buôn bán tốt, nên là kiếp này vẫn là còn ngứa ngáy muốn kinh doanh.
con sẽ làm nó trong cái đại vận tốt, ví dụ như sang năm là năm làm được, để sang năm có thiên phủ chiếu thì kinh doanh còn có lãi. Ừ. Năm tiếp theo nữa thì hơi lẹt đẹt một chút, năm tiếp theo nữa thì dễ mất nhiều tiền nên là kinh doanh hãm hãm lại một tí, và sau 34 tuổi thì muốn làm gì thì làm, để lúc đấy là lộc tồn thiên phủ chiếu nên là làm gì cũng ra tiền hết. Vì con biết tử vi rồi nên thầy không giảng các sao phụ tinh ý nghĩa gì nào nữa, thầy nói cho đường lối để con phát triển, thầy nói cho đường lối cho con phát triển thôi. Quan trọng nhất là người ta xem tử vi người ta biết được cái đường hướng của mình để phát triển cái gì. Người thì phát triển chức sắc quan lộc, người thì phát triển đường kinh doanh, người thì phát triển đường học thức học hành để có bằng cấp đấy, người thì lại đầu tư vào người chồng hoặc người vợ của mình để phát triển cùng đi theo, người thì đầu tư vào con cái sau này cho nó sáng sủa để lập nghiệp rồi đưa cha mẹ đi, tùy tùy kiểu. Thì thầy nói như thế này để con hiểu cái kiểu của con nó như thế nào. À, con cho mấy tiền thân cư quan lộc thì con là người không thể thoát cái việc làm quan được. Bây giờ con chưa thích nhưng rồi con sẽ thích, chỉ cần nào sang năm thôi con sẽ thích làm quan. Bởi vì làm quan ấy để làm gì, làm quan thì mới có cái điều kiện, càng chức càng to thì cái sự tự do của mình càng lớn và mình mới có nhiều quân cán ở dưới thì mới thực hiện được những ý tưởng lớn của mình. Còn những người cô độc thì làm sao mà có ý tưởng lớn cũng không làm được. Làm nhân viên đâu có tốt. Cái thông báo là nếu mà À, cung nô mộc của con thì hơi kém một tí, thái thiên cơ thái âm hãm nên là hơi vất vả cung nô mộc một chút. Nhưng việc đấy không khó, việc đấy con cứ làm trưởng, con giao cho một bạn phó phụ trách về nhân sự, bạn sẽ làm cho con. Sang năm của con thì thăng tiến, bởi vì sang năm có cả tả hữu hóa quyền hóa lộc, vừa tăng tăng về quy mô kinh doanh sản xuất, vừa tăng quyền lực, lại có thêm quân cán. Thầy nói tiếp mà, sau này con đề phòng bệnh tật xấu nha, vì cung tật ách của con có cự môn hãm gặp phục binh nhá, rồi gặp thiên đình hóa kỵ nên là sau này lo lắng nhất cho sức khỏe. Ví dụ như là cái dễ bị sỏi thận mật này, đường ruột cũng kém này. Ừ, đúng rồi. Rồi cái bàn chân bên phải dễ ăn sẹo này, dễ bị khâu vá này. Ăn rồi đúng không? Dũng nó đang ngồi đây nó không hiểu tại sao thầy cứ xem được chân nào gãy với chân nào ngã, nó chưa tìm ra tại sao thầy luận được vụ môn đấy. Đúng không? Thành Dũng nó không hiểu tại sao lại biết sẹo vào chân phải. Tử vi là một môn kỳ bí, vì người ta xem bệnh ấy là nghiệp. Mà nghiệp, người ta xem tử vi ấy, nó khác những môn bệnh tật khác ấy, là người ta biết rằng họa nó sẽ đến vào cung nào, ngày tháng nào, giờ nào, và nó vì vào vị trí nào của con người. Nên là học tiếp tử vi đi nha. Đấy, thầy thầy cao anh giảng đấy. Con
tập đi ạ. Người ta không có gì cái tên không thử cả đi ạ. Điền trạch của con hả? Dạ. Cung điền trạch của con có sao Thái Dương gặp Hóa Kỵ thì gặp Thiên Khôi thì sao này, nhà rất là đẹp, nghệ sĩ nghệ thuật nhớ. Dạ. Thiên hình mà đóng cung điền trạch ấy thì sau này có kiện cáo về đất cát. Thiên hình gặp Hóa Kỵ mà kiện cáo tranh chấp về đất cát, phải cắt đất ra, cắt miếng đất của mình ra để kiểu chia cách ấy, chia cắt đất. Cái nữa là con sẽ được hưởng từ đất cát, từ con cái của con sau này nó cũng cho nhiều, rồi người chồng của con cũng cho nhiều, nhất là người chồng số 2 ấy, Thì trong số 2 là giàu có hả? giàu có lắm. Câu hỏi nhất cái người đó là gặp con á, là đã có gia đình chưa? Hay là đã qua đời vợ nào chưa? Anh đấy cũng có một đời vợ rồi. Số con là lấy cộng 2 là đại gia đấy. Con nói thật với thầy thì tính con này phải là thực dụng nhưng mà cũng khá là thực tế. Nhưng mà chắc không phải họ Kiều đâu. Con số lấy đại gia nhưng mà trẻ chứ không phải họ Kiều. Hiểu chứ, cô này siêu mà. Thầy nói này cô hiểu đấy. Cô này thông minh lắm. Mệnh vô chính diệu mà. Nhưng mà con chỉ có nhị không, người ta nói là đắc xong không trở lên nó hay mà. Trời ơi, nhị không đã là quái thủ rồi. Đúng rồi. Vô chính diệu ông nào cũng quái hết đấy. Như thầy có nói xa xa một tí hoặc là nói trêu trêu phát hiểu hết. Cô đọc, cô đọc, cô đọc. Thì con đang ở trong đại vận đấy ạ. 24 đến 33. Đúng rồi. Khó lập gia Thế đình. thì sao? Thế thì sao anh làm sao với chồng? Khó lấy chồng chứ có ai bảo không lấy chồng đâu. Sang năm lấy chồng là khó rồi chị nữa, cũng là lâu rồi. Vì năm nay có đào hồng gặp bụng dục này. Rơi vào cung con này, đáng lẽ ra năm nay phải có chồng phải có con rồi. Nói dạ bé này có vấn đề rồi. Nói dạ bé này khéo có vấn đề rồi. Vấn đề thôi không nên nói. Chịu thôi, khi nào xem lại video sẽ tự hiểu, xem lại video và xem lại lá số. Chả cần, chỉ cần lên mạng gõ đại vận này này có gặp việc gì không, tự nhiên nó ra. Có những môn thầy không cần dạy cũng có cũng biết mà. Bây giờ là có công nghệ thông tin rồi thì các bạn học tử vi rất nhanh. Ngày xưa mà học được xem tử vi ấy, phải hết 5-10 năm. Nhưng bây giờ ấy, dưới sự hướng dẫn của những người đi trước như thầy và các bạn biết một chút về công nghệ thông tin nữa thì vài tháng xem được tử vi là chuyện quá bình thường. Úi trời ơi, thì tiêu tiền đi. Hay là để thầy đấu thầu cá cược con nhỉ? Số này mà giàu, sau thế này mà nghèo thì ai giàu? Con nhìn thấy vào cái tổng quan ví dụ như là con là sinh năm kỷ tỵ nha, tháng kỷ tỵ nha, ngày hợi giờ thân dần thân tỵ Tính ngày xung ấy hả? hợi. Nó không phá tiền của con mà nó phá chồng. Và nó phá cái chân bên phải. Hai nữa là phá cung nô mộc, thiên cơ thái âm hãm. Có kiếp sát ở đấy là dễ bị đâm sau lưng.
Đấy, nó phá thế đấy. Thế là đủ chưa? May quá tiền nó vẫn không phá. Con trước khi chết để lại rất nhiều. Thầy ơi, cái nào có hưởng vậy thì cũng trước khi chết thì Thế bây giờ tiêu tiền từ bây giờ đi. Tiêu nhiều lên tiêu mạnh. Yên tâm, con sẽ rất nhiều tiền, không phải lo. Đất cũng nhiều. Số sướng thế còn gì nữa, chỉ lo tình duyên thôi. Huynh đệ nhà con thì không không nhờ nhau luôn, xa nhau, gần nhau nói xấu nhau đấy. Xuất ngoại thì sẽ sớm hết tiền và quay về. Tức là lên ở nhà đúng không ạ? Đúng thế. Chứ dạ mà xuất. Thầy đưa hỏi nhé, ở trong cái lá số ấy, ở trên cái góc bên trái ấy, nó có những cái chữ như là kỷ tỵ hay là canh ngọ hay là tâm mình thế là ý nghĩa gì ạ? Nó là bát tự của mình chứ là cái gì đâu. Nhưng mà đã xem tử vi rồi thì bát tự chả giải quyết vấn đề gì mấy. Con hiểu không? Dạ, tại vì con thấy những cái trang khác nó không có những cái chữ này nhưng mà trang này lại có. Thầy sẽ gửi video này cho con thì tiếp tục nghiên cứu lá số của con nhá. Đời còn dài, nghiên cứu tiếp đi. Vẫn đang nghiên cứu đấy ạ. Qua nói chuyện là thấy thầy qua nói chuyện là con thấy thầy thấy con rất thông minh mà lại có căn nữa. Tứ linh chiếu mệnh mà long chỉ phượng các hổ cái chiếu mệnh tất, cái đấy thì người Bắc người ta hiểu hơn. Có căn có nghĩa là căn nhà thánh, nghĩa là người ta chia thành hai cõi Phật và Thánh. Phật là từ bi hỷ xả, Thánh thì một ly một lai cũng chấp. Thường người ta đến với đạo Phật để người ta xin sự an lành trí tuệ đấy, còn đến với cõi thanh với các thánh thì người ta xin công danh sự nghiệp tiền tài. Thì con là cái người mà có tứ linh chiếu mệnh nên là cái việc xin tiền tài công danh sự nghiệp với con rất dễ, dễ được độ. Nếu mà tiên là tiên sinh ra Ví dụ như là các mẫu rồi cái tứ vị rồi các quan hoàng. mẹ thánh mẫu hả? Đúng rồi, thánh mẫu hoặc các cô hoặc là các hoàng. Ví dụ như ở bên ở đây thì có ông hoàng 7 này, ông hoàng 10 này, ông hoàng 3 này. Rồi các mẫu thì có mẫu thiên, mẫu địa, mẫu thoải này, có mẫu liễu hạnh này. Rồi các cô 9, cô 3, cô bơ, cô đôi thượng Cái ngàn. đó là ở ngoài Bắc ấy hả, đúng không ạ? Đúng Ở rồi. trong này con không nghe nhiều về mấy Đúng rồi. Người Bắc, người Bắc. cái đấy. Thầy, cô hỏi nhé, ở cái phong thiên gì mà có cái điêu khắc á, có phải là nói nhiều không thầy? Sao điêu khắc nó lên cái lợi khẩu. Lợi khẩu. Lúc cần nói dối thì nói rất hay. Sao điêu khắc tại mệnh của Khổng Minh có thể mắng chết người đấy. Chiếu mẹ đúng không ạ? Đúng rồi, nên con ra ngoài con cũng có khả năng mắng chết người đấy. Con hay mắng lắm. Đúng rồi, con mà mắng thì cay độc thôi rồi. Đã ghét thì bôi đen kít kịt cả kia. Nghe mọi người nói là lúc em điên lên thì nó chắc một dạo. Thế Đúng rồi, vì sao điêu khách đó đấy. còn không thì mở miệng nó có như có thể không thì là mũi đúng không ạ? Long chỉ là cái mũi, đúng rồi. Đấy là cái vật chỉ cơ thể. Thế thì long thủy ở mẹ nó ý nghĩ như thế nào ạ? Long chỉ ở mệnh nhá hả? Thì ở mệnh của con nó nói lên rằng cái mũi của con nó gặp sao trượt nên là sau này dễ bị làm mũi, Bị gì ạ? làm lại mũi.
làm lại mũi á, sao phải làm nhỉ? Sao phải cao thêm chút nữa? Chả hiểu tại sao phải làm mũi nữa. Chắc là đẹp lắm à? Không đẹp nhưng mà nhìn được, không có phải là kiểu như là mũi cà chua mà phải làm, phải chống gì đấy. Con không có đưa cái gì là con lên mặt con đâu ạ. À? Làm cho nó cao cao tí nữa. Nhưng mà không thấp, cũng không cần phải cao hết. Cao tí nữa cho giống tay. Bên tay là không được mà giống tay làm gì? Kệ nó, ở Việt Nam, ở Việt Nam làm mũi tây mới hay chứ. Thì nhờ cái vào thẩm mỹ xong ra thì có một kiểu thôi. À, như người đấy. Hôm nay con mới có nghe có người nói là lát xuống con giàu ấy. Quá giờ. Bây giờ con chưa thấy gì ạ. Rất giàu. Từ bao nhiêu đổ ra là sẽ có cơ hội, nói chung là con nên phát triển là từ tầm bao nhiêu đổ ra con nên tập trung vào thầy ạ? Thầy nói rồi, từ 34 trở ra thì giải pháp mà. Hết giải pháp này đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ thầy sẽ gửi cho con file này nhá. Vâng, thầy gửi cho em không nhé. Tiếp tục nghiên cứu tiếp nhá. Vâng. Thế mà nếu con có thắc mắc thì con hỏi thầy được không ạ? Được rồi, cứ thông qua Dũng. À, biết nghe cho Dũng hơn hay là sao ạ? Ừ, vì gọi điện thầy ít nghe được máy, vì thầy đang xem người khác thì không nghe. Dạ. Ừ, mà nhắn tin thì cũng, thì nhắn tin thì ổn, nhưng mà để không có thời gian nhắn lại thôi. Đúng rồi. Ok, thế nhá. Anh Dũng, ừ. Anh Dũng có ngồi đó không ạ? Anh Dũng đang ngồi đây. Vâng. Nhá, thầy sẽ gửi lá số này cho anh nhá. Dạ, vâng ạ, cảm ơn ạ. Bye bye.